Đi đi, cái gì? Có con gì vậy mà thấy bò thế này? Ở đâu? Ở đâu ấy? Có con gì, con gì, con rắn cơ. Đâu? Rắn đâu mà rắn. Rắn mà. Ở đây này. Đâu đâu đây, thấy dậy thấy chưa? Đây đây. Đấy, đấy. Anh nhìn vô chưa, anh nhìn vô chưa? Đây, đây, đây. Cây đâu, cây đâu, cây đâu? Cây đâu rồi? Đây ông ơi, thì là hiện tại là anh em mình thấy một con rắn bên đây. Hả? Anh không biết vừa qua ai cả không? Trong đây. Nguyên đây. Nguyên đâu ở đâu chứ cái bảo. Đây. Thấy rồi. Ôi. Ồ, đi vào con nếu có tiền nó mày đẻ cổ. À, ôi. Đây đây em ơi. Phòng cầm cho anh. Nguyên. Cầm cho. Thế này em ơi. Đây đây nhanh anh. Anh Hưng bới lốt ra nè. Còn không anh? Đây đây một con nữa này. Đây đây. Hai con à? Đây đây, một con nước quặn đây này. Quá quá. Nó còn vui sợ nhỉ. Ôi, đây đây em ơi. Đây nè. Anh Hưng cẩn thận đây. Đây nha mọi người. Một đôi luôn. Ôi. Anh em vất cho ra nước đây. Cho mặt nó làm sao ấy. Nó vào vôi. Kệ nó em ơi. Đây nha mọi người. Thì là một đôi mang mảnh luôn. Con này hồng. Đây. Em ơi, thả đây. Đây, ui. Nguyên đi ra đây. Anh thử anh quay cho. Đây. Còn đây. Đây ông ơi. Mới được gặp ông ạ. Trời ơi. Ôi. Dạ mà thế nhỉ. Có tiền chứ mày. Ôi. Em con này khủng luôn đấy nhỉ. Quay đi. Quay, cắm vào hồng anh ơi. Ui màu hồng anh ạ. Đây. Hồng ấy, màu chỉ cả màu đồng ấy. Vừa này con nhìn con này kiểu không nhìn con này không khác gì đất luôn kìa. Đây màu vàng. Ôi. Này, màu vàng ạ. Đẹp kìa. Đây ông người nhá. Màu hồng kìa. Đấy nó sống ở trong cái đất này nó màu. Đây hôm nay là cái con này kiểu như là đột biến ra vậy nhỉ. Này trong người cả người nó hồng lắm không hả nghe. Điều gì thế? Đây em đi qua em đã bảo có rắn anh không tin. Mày nhìn vào đây thì là nó nấp ở trong đây. Sao không cầm tí cho không? Sao biết được? Không. Ý giời. Cái con nàn kìa. Ui giời. Đấy, tự nhiên được một đôi. Này cho cầm cả hai con nữa sướng. Con này hồng. Đây mọi người, con này hồng màu đặc biệt. Ý là màu nó để mình qua đưa này lấy cho anh cái này. Để anh cho mọi người xem con này luôn. Đưa anh ấy đầu rồi. Thôi ai đây em xem cho mọi người xem cận cảnh cái con rắn này luôn. Đây nha mọi người. Con ngắn hay con kia nhỉ? Con kia dài. Con này thì là đặc biệt là nó hồng luôn nhá. Đây người đây. Tất cả màu hồng này. Tất cả của nó là màu hồng luôn nhá. Này. Nhìn cái đầu này. Con vẫn còn gì sang người trắng. Này nhìn cái đầu đó, nhìn đầu đẹp đẹp chưa? Quá tuyệt vời luôn đấy nhỉ. Này nhìn con này đẹp hẳn luôn đấy. Này là không biết là kiểu gì là nó bò ra ngoài đường này đấy. Em nghĩ là còn đấy nhỉ. Hóa đây kìa. Anh Hoa. Vào bới ra đi xem thử nào. Xem thử nào. Đây cầm nước. Để cầm nước vào. Để đấy em. Người ta đi đường người ta. Để. Thằng nó bò đường ấy. Đây rồi. Này. Dị hẳn luôn đấy nhỉ. Này. Uầy. Giờ sao anh Viên? Hả? Giờ sao? Ô Nguyên này này nhìn cái cổ này. Nhìn này. Dã man chưa? Hai con à. À đúng anh, triệu rất Nguyên rồi. Em ai đồ anh ý. Này. Nguyên điệp lợn đâu anh. Dị nhỉ? Kinh khủng ấy. Cẩn thận anh Hưng ơi. Bóp cẩn thận anh ơi. Ui anh Hưng bóp nguy hiểm đấy. Bóp ngược tay lại. Anh cầm đấy. Ui sao con anh quay em ấy, mùi tiếng đấy anh. Cái chảy máu kìa. Đây nha mọi người. Đây em để tối về em lên Facebook. Nó nổi tiếng ấy.
kia, trên kia. Hai con luôn. Máu này. Máu không có cái gì. Anh nhìn nào. Đây là. Đây xem nào. Máu trong đây có nữa. Đây. Này nhìn này, nhìn con này không khác gì màu đất luôn. Bắt ở đâu hả con? Ở trong đây luôn ạ. Rắn này rắn gì đấy? Đây hổ mang mảnh. Chết, nó cắn chết. Cẩn thận nào, buộc cái đầu trên đi vào. Ui, hai con hả? Hai. Bán có tiền đấy cháu ạ. Trời mưa nó ra. Rắn hồng. Màu trắng à? Rắn. Đâu nó màu hồng. Này, rắn như là rắn này bán. Này. Sao màu hồng vậy? Vâng, rắn nó màu hồng nó mới nạ. Này, nó nằm ở chỗ này á. Vâng, nó ở ngay trong đây luôn đấy. Thế à? Thế sao bắt được một túi à? Dạ. Sao bắt được một túi à? Nó vừa cho túi, nó bắt vào xong. Nó rắn hồng, thế là nó mới lột cái màu đẹp đấy. Ừ, nó mới lột cái